Chị đang thay đồ, đang khóa cửa. Mấy đến đây lâu chưa? Sao không gõ Em cũng vừa mới tới thôi. cửa? Vậy em coi tủ vào phòng nha. Chị xuống lấy tân. Coi tủ thấp một chút. Tìm gì mà kỹ vậy? Tôi sợ không may có một dân lạ nào đó rơi vào giỏ của mình thì Bộ ở đây tệ dữ vậy sao? không phải vậy, tại tính của tôi hay lo xa thôi. Cô học tiếng Anh. Dạ À đâu? dạ tôi đang theo học ở Hội Việt Mỹ. Hôm nay còn nhiều phòng trống không? Dạ giám đốc chờ tôi một chút. Dạ vẫn còn 2 phòng trống ở phòng 405 và phòng 406 thưa giám Hôm nay cô trực bệnh sao? đốc. Dạ không, tôi trực chung với Ngọc Dung và Thanh Trúc. Hai cô đó đâu? Dạ họ vừa đi ra ngoài. Cô Trà My à, Dạ cô có muốn gửi cuốn sách của cô ở văn phòng của tôi cho đến hết cả tuần này? Tôi nghĩ ra tôi cũng để cho cô tin tưởng là sẽ không có bất cứ một trường hợp nào mà xuất hiện với nhỏ cô. dạ cảm ơn giám đốc, tôi không dám làm phiền giám đốc đâu, nhưng mà tôi cũng không muốn mình bị mang tiếng là một kẻ cắp. Tôi cũng đâu muốn gì đó. Thật lòng, trong ca trực cuối cùng này, tôi không muốn có thêm bất cứ chuyện gì không hay nữa xảy ra. Mong giám đốc hiểu. Cô My à, cô có thấy lạ không? Tôi thì ra sức bảo vệ sự an toàn cho tiếng đỏ của cô. Còn cô á, thì cứ mở miệng ra là ca trực cuối cùng, ca trực cuối cùng. Cô không sợ tôi nghĩ là cô bạc bẽo không? Dạ, tôi chỉ... Anh nghe đây Mê Lan. Alo, anh đang đâu vậy? Anh đang đi làm. Anh có thể bỏ công việc gặp em được không? Có chuyện gì vậy? Ngay bây giờ hả? Ngay bây giờ. Sau 8 giờ được không? Lại là đợi anh xong công việc ở chỗ Lương Nghi Châu hả? Mai Lan à, tại anh... Em vẫn muốn được một lần thấy ai đó thật sự quan tâm gì em. Nhưng anh... Cuộc đời không dành cho em điều đó. Thôi được rồi. Mình gặp nhau ở đâu? Vậy chỗ quán cà phê cũ nha. Anh sẽ tới liền.
anh muốn cái gì thì kêu đại đi. Để từ từ anh xem. Em quen hai người đó hả? Không. Hôm nay em rất lạ. Mai Lan, thật sự là đang xảy ra chuyện gì vậy? Không. Anh Đông à, thật sự em đang ngộ nhận. Em cứ tưởng là em yêu anh, nhưng không phải vậy. Em xin lỗi. Em biết là anh rất tốt cho em, nhưng em không muốn lừa dối anh nữa. Em nói gì vậy Mai Lan? Có phải là họa sĩ Minh Hiếu không? Khi chứng kiến em và Minh Hiếu ở phòng triển lãm, anh chợt nhớ ra lần đầu tiên anh gặp em ở phòng khám của Lưu Duy Trân. Em nói em là họa sĩ. Em xin anh tha lỗi cho em. Em gọi anh tới đây để nói một lời chia tay. Có cần nhiều thời gian đến vậy? Đêm cuối cho một cuộc tình mà anh chỉ biết tiếc thời gian thôi hả? Anh đúng thật là... Là sao hả Mai Lan? Không phải mẫu người đàn ông. Ngoại mình buồn không? Chị Dung. Trời, em siêng quá ha. Học anh văn rồi đó hả? Dạ. Chị hả? Hồi xưa cũng hăng hái lắm. Nhưng mà... Xin chào. Khi có những cái siêu thị như sao mà giờ này mới về chứ. Trời ơi, em mua một chưa đã nữa đó. Em mình cũng giờ đó. Mua được nhiều lắm chưa mà đẹp lắm. Con nhé. Chúc. Dạ. Em kêu ồn ồn chị nghe coi. Chị nghe. Được của em đó. Từ từ nha. Làm cái này nè. Cái này thì cũng luôn nhá. Còn cái này nữa. Được vô cùng luôn. Đâu. Đẹp không? Thường thôi. Đẹp. Đẹp lắm. Phải nói thật lòng chứ. Em thật như đàng hoàng. Không biết đẹp hay xấu chứ. Em sẽ thử cho chị coi. Nè, giải phóng hết chỗ này cho tôi đi. Alo, tổ trực buồng khách sạn Phượng Tím xin nghe đây ạ. Lễ Tân đây, xuống đón khách đưa lên phòng nha. Rồi, xuống ngay. Em xuống Lễ Tân đón khách nha chị. Đây là phòng của anh. Cần gì thì anh cứ gọi xuống phòng Lễ Tân. Đây là chìa khóa. Chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn em. Chị không thấy eo ọt của em đâu thì chút. Trời ơi, kiểu này là model mới nhất á. Nhìn này, nhìn này. Thấy chưa? Kiểu dáng thì được á. Nhưng mà... Sao chị?
Em mặc cái màu này á, em phải đánh phấn trắng thì nó mới nổi. Phấn trắng hả? À, chị coi rồi em. Cái hộp này trắng đủ chưa? Nè, màu phấn này á chỉ hợp với quần áo màu sáng thôi, còn màu xanh lá cây này á em phải đánh phấn trắng mới nổi. Đúng rồi chị. Chị có không? Không. Ờ, để em coi trắng gì xem nó có không. Chị ơi, chị không có mang mà. Không, em biết rồi, em coi giỏ của Trà My đâu mà. Ủa mà giỏ của Trà My đâu ta? Không có. Quần áo mua gì đủ rồi đó. Qua đây vô sổ sách cho chị đi. Vô sổ sách đi nha. Theo lệnh người đẹp, anh đã đến rồi. Chà My, anh em sắp đi đâu rồi? Alo. Nữa, người đẹp lại tắt máy rồi. Ủa ghê vậy? Đi đâu đây? Chưa có được, đi qua bên đường ngộ nước đi, tí nữa tôi quát không quát, đi đi. Ê, 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 hiểu, ê. Sao vậy? Chưa quá, ngồi bên đường uống nước kìa, đi qua bển đi, chuyện nào ra hiểu quá, đi. Tụi mày đi đâu vậy? Hôm nay nhà có khách hơi nhiều nên tôi phải đem ra ngoài đánh bớt thì mới kịp giao cho khách. Ồ, vậy hả? Dạ. Ba vậy con cứ đi đi. Làm gì buồn vậy? Thôi mà vui lên đi. Nói nghe nè, Trâm nói nghe nè, Trúc mà có anh trai á, Trâm chịu làm chị dâu của Trúc không? Ừ, Trúc cho Bi hỏi cái này nha. Ừ, hỏi gì được. Hình như là ở khách sạn của mình có sòng bài phải không? Sao Trâm mới biết? Mình chỉ hỏi như vậy thôi. Có đúng như vậy không?
trước nhất là thiếu mi nhá. Nhưng mà nói chuyện này nhá, muốn sống như đồng ở đây á thì đừng có biết nhiều quá. Là Ngọc Dương á, là ghét những người thông minh lắm, là bộ ngu một tí mà được hưởng thấy mình lắm, hiểu chưa? Em cố gắng tiếp tục từ trai giám đốc giờ về đó luôn nha. Để cho tôi biết cái xe này. Anh làm như mở khách sạn, dễ mở cửa vậy hả? Thì mình cứ tưởng công ở miền Tây á, mà được giao dịch tốt như đây thì trong tài sản em chưa bằng tỷ. Vô bằng tỷ, vô bằng tỷ mà mới làm việc dọn dẹp thế này, thì tỷ làm gì? Thôi mà, anh cũng biết em làm lao công ở đây nó đâu xứng với em đâu. Nhưng mà giờ vậy mình phải có bằng tỷ này. Em trái ở đây một thời gian nữa, gom được tiền, anh cũng sẽ rất kêu mọi người đặt đám sao. Và sau đó, mời anh làm chủ. Nghĩ bạn làm sao bạn nghe nè, nhổ cho bạn nghe nè. Đi ăn, bạn bị giống trong cái này, cái tổ chức rồi không, tổ chức muốn chết trời ơi, em làm những thứ ngon ở cái đầu anh hoài với em. Không còn tốt chắn, nó ngắn quá à, nhổ không được. Anh đem đợi anh tí, em tí anh giết. Phải cảm ơn cái phẩm tóc trắng của anh đó. Thì sao cảm ơn? Em mới nghĩ ra cái này hay lắm. Không chơi chi mất tiền nữa, còn mất sướng mà. Điện thoại của anh đâu? Chào quý khách. Tôi được gửi xe thuê phòng trọ. À thuê phòng hả? Dạ dạ mời anh vô. À đây 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 để em. Alo. Cho người xuống với khách lên phòng nha. Rồi rồi. Tôi anh nó lại trực phòng nha. Mình đi đón khách. Ủa, Trà My. Đông. Hôm nay Trà My trực đêm hả? Ừ. Còn Đông, sao Đông lại tới đây? Đông tới khách sạn ngủ hả? À không, tại hôm nay mình về học trò, cho nên bà chủ nhà đó. Nhưng mà giá phòng ở đây cũng mắc quá. Hay là Đông thử kiếm cái nhà trọ nào đó giá bình dân hơn đi. Vừa rồi cũng một lần nhá, trách mình là chỉ biết tiếc thôi nha.
Và bây giờ Trà My khuyên mình là phải tiết kiệm tiền. Mình... Thôi được rồi, đốc theo mình lên phòng trước đã. Cục sạc pin nào? Đó, để anh bàn đó. Để anh tiếp. Tiền nhớ vui lẹ. Trời ơi. Đây là phòng của Đông, 412. Còn đây là chìa khóa. Cảm ơn Trà My. Chúc Đông ngủ ngon nha. Trà My. Hả? Thật ra mình đến đây là vì Trà My. Mình diễn đạt không đúng. Vì cỏ đuôi gà thì đúng hơn. Lắng nghe và trò chuyện. Có phiền Trà My không? Không sao đâu, Đông cứ nói đi, mình nghe mà. Tuy dịch vụ cỏ đuôi gà đã chấm dứt từ lâu, nhưng tối hôm nay Đông buồn quá. Xin lỗi, mình nói hơi nhiều. Thôi, mình vô đây. Hả? Mình muốn nhắc lại một lần nữa là giá phòng ở khách sạn này rất mắc. Bây giờ Đông có thể trả lại chìa khóa cho mình, vẫn chưa muộn. Và khách sạn sẽ không tính một khoản chi phí nào cho Đông hết. Đông nghĩ kỹ lại đi. Tại sao Trà My lại sợ mình tốn tiền? Tại vì Đông đang nghĩ tới cỏ đuôi gà. Đã lâu lắm rồi, vì bận rộn công việc quá mà không có thời gian để ngắm sao trời luôn. À, Hàn Chi, cái cô bạn gái cũ của Đông. Cô nói là Đông là người chỉ biết tiết thời gian với cô ấy. Là đúng rồi, không ngoan chút nào. Mà thật sự, cuộc sống bận rộn khiến con người ta quên ngắm sao trời đã đành. Mà đằng này còn quên cả người quan tâm.
Mình đang thoát khỏi sự ngộ nhận đó. Thoát khỏi sự ngộ nhận. Câu này rất hay. Nhưng mà đâu có biết, thoát khỏi sự ngộ nhận đôi khi đó cũng là một cú rơi xứng đáng. Đúng không? Đúng không anh? Tôi đến cậu với bảo á. Dạ. Ông bà mình có câu: con cá mất là con cá to. Cái gì mà mất đi rồi thì tiếc lắm, mà có tiếc thì Đông cũng biết rồi đó. Trà My có nhớ nhà không? Nhớ nhà. Bận rộn quá nên mình cũng quên mất sự nhớ nhà. Có phải là Đốc đang nghĩ lại thêm một lý do cho sự bạc bẽo không? Nhưng mà Đông yên tâm đi, mình sắp được tự do rồi, không còn bận rộn nữa đâu. Mà chắc có lẽ là mình sẽ cố thu xếp để nay mai nữa thôi, để về quê thăm cậu mợ. Mà Đông có tính gửi gì về quê không? Rồi đây mình xách giùm cho. Nếu không phiền Trà My thì cho Đông gửi ít đồ chơi cho mấy đứa em. Được. Ừ. Mà mấy đứa em của Đông bây giờ cũng giống như tụi mình ngày xưa thôi. Cô My, còn ngồi đây hả? Còn tâm sự hả? Chưa về hả? Nói nghe nè, sao rồi không lên trên phòng trực tổ buồn á, ngồi nói chuyện cho nó thoải mái. Ở đây sương xuống bệnh chết à. Tôi nghe đồn mấy người rụng tóc là do ngoài sương riết á, nguy hiểm lắm á. Dạ, trên phòng trực có Tú Anh đang ngủ, tụi em không muốn làm phiền. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy thôi vô lễ tân, ngồi nói chuyện cũng được vậy. Trong nó mát, có quạt nữa, không có bị mũi trắng. Mũi á là cái con mà nó truyền nhiễm ghê nha, bệnh sốt rét rồi bệnh sốt xuất huyết rồi ghê lắm. Đi vô tổng rồi nói chuyện đi. Dạ thôi được rồi anh, tụi em ngồi đây cũng được mà. Cảm nhất định anh. Ngồi đây hả? Dạ. Vậy thôi cứ tâm sự tự nhiên đi, thoải mái đi ha. Tại vì trịch á ngồi chỗ riết là nó cứng xương, đi tới lui cho nó giãn gân giãn cốt. Hả, cứ tự nhiên đi ha. Nha. Ê, đi đâu vậy? Tới cự rồi dài ông ơi. Trời ông nội, Kỳ Đà cả mũi đang ngồi ngoài cổng á, đi ào ào ào, tôi lên tôi tìm ông là vậy đó. Ai Kỳ Đà cả mũi? Trà My, cháu giám đốc. Ừ, Trà My nhầm nhò cái gì? Đối với ông không nhầm nhò, đối với tôi nữa khác. Làm ơn đi ra sau bếp á, vòng ra đường sau cái chỗ tôi vô lấy cơm heo á, đi ra đường nói giùm tôi cái đi. Ông đi đường đó ông ngu, tôi xuống lầu một nhảy ra cửa sổ rồi ra đường rồi. Trời ơi, đi được đường đó luôn hả? Tôi lại ông luôn, sợ đi lẹ lên đi, đừng có để ai thấy nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Sao cứ lôi kéo vậy? Cô cứ đi theo tôi. Anh có gì thì anh cứ nói đi. Thì cứ ra đây, tôi chỉ cho cô cái chuyện này coi như là động trời luôn. Thì anh cứ nói đi, đừng có lôi kéo nữa. Nhưng mà phải ra tới đây tôi mới nói được. Đây, cái ghế đá này. Cái ghế đá này nè. Cô ngồi xuống đây. Cô ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Đó. Khuya hôm qua. Khuya ơi là khuya luôn. Đó, ngồi y chang với cô luôn. Mà biết ai ngồi không? Ai? Trà My. Khuya lắm luôn. Chưa hết, không phải ngồi một mình đâu. Kế bên là một người đàn ông y chang vậy nè. Thì không? Không, không phải vậy. Cô qua đây, cô qua đây. Cô qua đây. Đó, vậy mới đúng nè. Cô Trà My ngồi đây nè, rồi cái người con trai đó ngồi đây. Hai người ngồi tâm sự nhau khuya thiệt là khuya. Mà thủ thủy thỏ thẻ cái gì đó mà tôi cố gắng tôi nghe mà tôi nghe không được. Chắc không? Chắc, tôi rình nó ngay góc như mũi cắn rồi tiếng cắn. Lo mũi tiếng không lên tôi không nghe. Nhưng mà tôi thấy cái hành động của họ là tôi biết họ nói cái gì liền. Nội dung câu chuyện là tôi biết hết. Mà ngồi vậy nè, bắt đầu ngồi xong tôi thấy hả, cái thằng con trai đó nha, nó nói chuyện mà nhìn cái mặt là tôi biết là nó có ý đồ thâm đen trong đó rồi. Đang ngồi xong cái nó xong cái nó ngã ra đó, nó làm gì? Anh làm gì vậy? Không phải, tôi diễn tả lại là cái khuya đó, cái thằng đó nó làm vậy. Chưa hết nữa,
Trà My ngồi xong cũng thích câu chuyện gì đó không biết, xong cái cười xong cái ngã người, ngã cái đầu ngã ở đây đó. Vậy trời là... ơi anh nói được rồi. Không phải, tôi diễn tả cho cô hiểu là cái buổi tối nó ghê cỡ nào. Chưa nữa nha, hồi đó xong rồi nó ngồi vậy nè, đang ngồi nó nói, xong tôi tưởng đó là cái lá nó rớt vô tay gì, ai ngờ thấy đưa lên là cái tay của Trà My xong vậy luôn á. Cái gì vậy? Tôi... nói được rồi. Không phải, tôi diễn tả cho cô hiểu coi như là nó là như vậy, ghê chưa? Tôi trốn đó nha, mà lúc đó khuya rồi, khách đánh bài chuẩn bị ra nữa, tìm mọi cách tôi ra luôn, tôi ra tới đây luôn, đuổi hai lần luôn, vẫn không đi, vẫn tâm sự tình tứ gì đó. Nè anh Tân, tôi sẽ tìm cách tống cổ anh Trà My ra khỏi chỗ buồn. Nghe anh có mừng không? Trời, mừng sống mừng. Công chuyện làm ăn của mình từ đó giờ đang suôn sẻ vậy, tự nhiên nó về tổ buồn, nó giống như là kỳ đà cả ngủ vậy. Nhưng mà không đơn giản đâu, bởi vì của Trà My á sắp sửa là cháu dâu tương lai của giám đốc Quý. Con ruột mà chẳng ăn thua, cái gì là cháu dâu? Anh cứ chống mắt lên mà xem, tôi làm cho anh coi được không? Được chứ sao không, chờ xem. Đáng nha, nghe chị Phương Công nè, anh Trúc, em dọn khu vực văn phòng ở tầng 3. Dạ. Chị tầng 1 và tầng 2. Trà My, em dọn khu vực tầng 4 để đem dọn cái đống này. Có ý kiến gì không? Ừ, dạ không. Mà em coi lại em kìa, tóc tan vậy đó. Trà My, em lấy ý kiến gì không em? Dạ không thưa chị. Chị cố gắng làm nha. Dạ. Trúc. Dạ. Tại sao đối chiếu sổ sách với phòng lễ tân lại không có khói với phòng mình vậy? Ủa, không có chỗ nào chị? Chỗ nào chị? Sổ dưới lễ tân nó báo khách sạn hôm qua không có phòng trống, nhưng mà sổ của mình lại báo như một phòng. Vậy hả, để em coi nè. À đúng rồi, dư một phòng 42 nè. Thì trong sổ mình ghi dư một phòng thì tức là dư một phòng. Vậy chứ sổ dưới lễ tân ghi là không có dư một phòng cũng có nghĩa là không có dư một phòng. Kỳ ta. Tối hôm qua hả? Phòng 42. Tối hôm qua. Tối hôm qua. À em biết rồi, để em hỏi Trà My. À Trà My kìa, tối hôm qua phòng 42 có biết chỗ không đi? 42 không đó, có. Vậy sao sổ lễ tân lại báo là có? Ờ có, nhưng khách trả lại phòng ngay sau đó mà. Tại vì lúc đó khuya quá, mà mọi người hình như ai cũng ngủ hết rồi, nên em không. Vậy thì rắc rối rồi. Lấy ai làm chứng cho mình là khách trả phòng ngay sau đó? À đúng rồi, có anh Tân bảo vệ làm chứng. Vậy thì được. Thưa giám đốc, em biết thằng giám đốc không có muốn em đến giờ hành chánh, nhưng mà không có chuyện quan trọng em cũng chẳng đến đâu. Có chuyện gì nữa? Thì chuyện dính dáng đến Trà My. Nói đi. Lúc khuya hôm qua có khách đến thuê phòng 42. Sổ sách của lễ tân á thì báo rằng có khách, nhưng mà trưa nay giờ giao ca em kiểm tra sổ sách tổ buồn thì lại không. Hỏi Trà My thì Trà My lại nói rằng khách trả phòng liền ngay sau khi nhận. Có gì lạ đâu. Sao không lạ? Hôm qua giờ đó khuya mà Trà My thì chỉ có một mình, ai làm chứng được điều Trà My nói có thật hay không? Alo, bảo vệ nghe. À anh Tân hả? Dạ. Lên phòng gặp tôi ngay. Dạ dạ em lên liền.
Em qua tôi ngồi đi, chờ anh chút. Thông thường á, khách cần trả phòng gấp vào buổi sáng sớm, mà lúc đó phòng kế toán chưa có làm việc, thì nhân viên tổ buồng cũng kiêm luôn việc thu tiền, rồi sau đó mới nộp lại cho phòng kế toán. Vậy cho hỏi, giám đốc có cho phép em yêu cầu Trà My nộp lại số tiền đó hay không? Vui đi. Dạ. Dạ. Anh Tân. Dạ. Anh cho tôi biết là khuya hôm qua có một người khác đến trọ. Dạ, khuya hôm qua hả? Dạ, dạ, để em nhớ coi. Từ hôm qua đến giờ mà anh không nhớ là cái người khác đến không? À, người một. À, dạ, 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 nhớ, dạ, có một người. Dạ, thanh niên, à, trẻ anh em, đẹp trai anh em nữa. Dạ, mà thuê phòng là khuya lắm rồi á. Sau đó người ta có ra liền không? Sau đó ra liền, dạ, để em nhớ. Có gì đó mà không nhớ sao? Dạ, tại anh hỏi rồi vô rồi. Có không? À, dạ, dạ không. Cô Trà My đó không? Nói cô Trà My đi phòng giám đốc ngay.